tại Hàn Quốc, giá 2.000 đô la Mỹ. Chiếc điện thoại gập Galaxy Fold là sản phẩm thu hút sự quan tâm của báo giới và cả người tiêu dùng trong thời gian qua bởi thiết kế đặc biệt của nó. Kế hoạch ban đầu của Samsung sẽ bán Galaxy Fold ra thị trường hồi tháng 4 vừa qua, nhưng sự cố về màn hình khiến hãng này phải hoãn lại và sau nhiều tháng khắc phục, cuối cùng hôm nay, nhà sản xuất di động lớn nhất thế giới tuyên bố sẽ chính thức bán Galaxy Fold tại quê hương của mình là thị trường Hàn Quốc từ ngày 6 tháng 9. Mỹ sẽ là thị trường tiếp theo hãng này lựa chọn để bán Galaxy Fold trong vài tuần tới. Có thể vào ngày 27 tháng 9, Galaxy Fold sẽ được bán với giá 2.000 đô la Mỹ, với hai phiên bản màu sắc và đen và bạc. Samsung khẳng định cũng sẽ bán tại Mỹ hai phiên bản màu sắc này. Nói về kế hoạch bán Galaxy Fold, Samsung cũng cho biết, hãng sẽ mở một dịch vụ cao cấp mang tên Galaxy Fold Premier Service để cho phép các khách hàng của sản phẩm này có thể tiếp cận trực tiếp tới các chuyên gia của Samsung để có thể hỗ trợ nhanh chóng khi cần. Trước đó nhiều nguồn tin cũng cho biết, Samsung đã khắc phục xong lỗi gặp phải trên Galaxy Fold khiến màn hình dễ bị vỡ sau một thời gian ngắn sử dụng. Các nguồn tin cho biết Samsung đã có sự thay đổi nhỏ trong thiết kế Galaxy Fold, cũng như trang bị thêm một lớp bảo vệ chắc chắn hơn trên màn hình Galaxy Fold để tăng độ bền màn hình trên sản phẩm.